Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục bài học thứ 6. Nếu như các bạn cùng theo với chúng ta học từ những bài đầu tiên thì hôm nay các bạn đã học xong, đã học đến bài thứ 6 rồi. Đó là một điều rất đáng mừng đúng không ạ? Ngày lại ngày chúng ta sẽ ngồi học tiếng Nga thì chúng ta sẽ nắm được những cái kỹ năng cơ bản và những kiến thức của tiếng Nga cơ bản. Sau đó thì chúng ta thực hành nhiều, chúng ta sẽ nói được giỏi tiếng Nga. Đó, muốn vậy thì chúng ta phải có kỹ năng cơ bản tốt. Muốn có kỹ năng cơ bản tốt thì các bạn phải chịu khó học những cái này, đừng coi thường nó nhé. Ok, nào chúng ta bắt đầu bài ngày hôm nay thôi. Bài ngày hôm nay của chúng ta sẽ gọi là bài 1G. 1E rồi đến 1G. Ok, chúng ta sẽ hôm nay sẽ học IK3. IK3 hôm trước chúng ta có IK1. IK1 là nó đi xuống, đúng không ạ? Và IK3 thì nó lại đi lên ở cuối. IK3 là đi lên ở cuối. Vậy thì nó khác nhau ở chỗ nào? Nếu như câu của chúng ta lần trước chúng ta nói Eter Anton có nghĩa là đây là anh Anton, thì nếu chúng ta lại nói ngược lại mà chúng ta lại cho giọng đi lên thì chúng ta sẽ nói Eter Anton, đây là anh Anton à, câu hỏi như vậy đúng không ạ? Đây là anh Anton à? Đá Eter Anton, và câu trả lời đúng rồi, đây là anh Anton. Hoặc là có thể nói đá Eter On. Hai câu này tương đương như nhau, chúng ta có thể trả lời bằng câu này cũng được mà câu này cũng được. Vậy thì chúng ta nắm được là gì ạ? IK3 của chúng ta là IK3 sẽ nâng giọng ở cuối câu nhé. Chúng ta nói nè, Eter Anton, chúng ta n cuối đúng không? Eter Anton, da Eter On. Nói lại nhé, Eter Anton. Bây giờ không phải Anton thì sao? Ivan thì sao? Eter Ivan. Đúng rồi, đây là anh ấy đấy, đúng không ạ? Các bạn nghe, nếu mà nghe trong bài đọc thì người ta đọc như là máy, tức là nó rất là vô cảm, đúng không ạ? Thế còn tôi nói với các bạn thì nó có tình cảm hơn một chút, nó có truyền cảm hơn một chút, đúng không ạ? Cho nên là giọng có thể là luyến láy hơi khác so với cái đĩa CD mà người ta cung cấp theo cái quyển sách giáo khoa này. Bây giờ chúng ta sẽ nói lại nào. Eter Anton, da Eter On. Chúng ta nhớ nhé, hôm nay chúng ta học là IK3. Bài này là IK3. IK3 là giọng đi lên. Chúng ta nhìn thấy Eter Anton, Eter Anna. Nó đi lên ở chỗ nào? Nó đi lên ở cái chỗ mà có trọng âm, đúng không ạ? Ví dụ như là câu này trọng âm nó rơi vào cuối này thì giọng nó đi lên ở giống như Anton, đúng không ạ? Nhưng mà cái chữ này thì giọng, cái trọng âm nó rơi vào cái âm tiết đầu tiên thì giọng sẽ đi lên ở đúng cái chữ, cái âm tiết này luôn. Eter Anna. Cái IK nó đi vào đúng cái chỗ trọng âm đúng không ạ? Da Eter Anna, đúng không ạ? Rơi vào đây, và câu chữ này chẳng hạn, cái câu này chẳng hạn thì nó lại đi vào cái âm tiết cuối này, da Eter Anna, Anna, bởi vì sao? Là trọng âm nó rơi vào âm tiết cuối. Ở đây nào, chúng ta sẽ có từ mới doma, lần trước chúng ta học rồi, đó là ở nhà đúng không ạ? Doma, nếu mà không có chữ A này thì dom là ngôi nhà, nhưng mà nếu mà có thêm chữ A ở cuối là doma, là lại là ở nhà, nó là trạng từ, trạng từ chỉ nơi chốn đúng không ạ? Nó là chỉ là ai đó ở nhà làm cái gì đó đúng không ạ? Anna doma. Các bạn nghe thấy tôi nói nhiều nó ong ong ở trong tai đúng không ạ? Cũng tốt thôi, bởi vì nó sẽ làm cho các bạn sẽ nhớ cái lời của tôi và các bạn sẽ tưởng tượng được tôi nói cái gì. Khi mà các bạn đã ngừng học rồi, ngừng bài học rồi, nhưng mà cái giọng của tôi nó vẫn còn vang vang ở trong tai, là nó giúp các bạn là nó sẽ nhắc đi nhắc lại cái dữ liệu làm cho các bạn sẽ nhớ mãi. Anna doma. Cô ta ở nhà. Anna doma, cô ta ở nhà. Hoặc là Ivan doma, Ivan có nhà không? Alla doma. Đó là cái câu hỏi là có ai ở nhà không đúng không ạ? Anna doma, cô ta ở nhà. Da doma, Anna doma. Các bạn nhắc lại đi ạ, nhắc lại đúng như thế nhé. Bây giờ chúng ta sẽ nghe cái đĩa của người Nga người ta nói xem cái đoạn này nó như thế nào. Nghe riêng đoạn này thứ nhất, những câu trên thì dễ rồi. Это Анна. Да, это Анна. Да, это она.
Она дома? Да, дома. Да, она дома. Bây giờ chúng ta có một cái sự so sánh nhỏ nhỏ như thế này. À, ở đây người ta viết сравните. Сравнить, сравнить là hãy so sánh. Сравните. À, chúng ta đánh dấu vào đấy nhé, сравните. Và bên cạnh chúng ta phải viết cái chữ đó ra nhé, сравните là hãy so sánh nhé. À, tại sao lại như vậy? Bởi vì là học thêm một từ là chúng ta sẽ biết một từ, đúng không ạ? À, các bạn cố gắng tiếng Nga. Cái quan trọng nhất để nói được tiếng Nga rất đơn giản, các bạn chỉ cần hai yếu tố. Một là các bạn biết rất nhiều từ, hai là các bạn biết rất nhiều mẫu câu. Đấy nhé, là các bạn sẽ nói được. Còn ngữ pháp các bạn chẳng cần biết đâu, nói thẳng luôn là như thế, đúng không? Ngữ pháp các bạn biết để làm bài tập. Ok, nào, bây giờ chúng ta so sánh là IK1 và IK3 xem nó như thế nào. IK1 là nó đi xuống, IK3 là nó đi lên. Nhưng mà đi lên ở chỗ nào ạ? Đi lên đúng cái trọng âm của cái từ mà mình muốn hỏi, đúng không? Đấy, nó chính xác là như vậy. Thì nó sẽ nói nhé, это она, это она. À, nếu mà IK3, đây là cô Anna, thì nếu chúng ta muốn hỏi đây có phải là cô Anna không? Это она. À, đây nhé, это она. Tương tự như vậy chúng ta sẽ hỏi это Иван, это Иван, Анна дома, Анна дома, Анна дома, Иван дома, Иван дома. Tiếp theo, там дом, там дом, там вода, там вода. À, đây phải hỏi là там вода. Đó, đó là cái sự so sánh. Nên chúng ta sẽ nói lại nhé. Это Анна, это Иван, Анна дома, Анна дома, Иван дома, там дом, там вода. Đó, như vậy thì đó là cái sự so sánh giữa IK1 và IK3. Bây giờ chúng ta sẽ đọc những cái câu này nhé. Антон, nào, nhìn thấy số 3 ở đây và cái dấu hỏi. À, cứ có số 3 là có dấu hỏi, đúng không ạ? Антон дома. Антон có nhà không? Trả lời да, он дома. Да, он дома. À, ở đây thì người ta lại nâng cái IK vào cái chỗ nào? À, nâng IK vào chính là cái câu đầu tiên. Ở câu này thì là cái chữ thứ hai, đúng không ạ? Đây là chữ thứ nhất. Vậy thì lúc nãy tôi có nói là IK sẽ rơi vào đúng từ người ta muốn hỏi. Антон дома. Антон дома thì có nghĩa là hỏi là anh Антон ở nhà hay là ai ở nhà? Антон дома. Антон có nhà không? À, Антон дома. Đó. Đã Антон. Trả lời lúc đó sao ạ? Đã Антон. Vậy thì IK nó rơi vào đâu? Thì chúng ta phải dùng cái câu đó để trả lời. Антон дома. À, anh Антон ở nhà. Đã Антон. Đúng rồi, nó ở nhà đấy. Đúng không ạ? Đã Антон. Chính hắn, đúng không ạ? À, bây giờ chúng ta sẽ hỏi như câu này. Дом там. Дом там. À, ngôi nhà đằng đấy à? Дом там. À, ý muốn nó hỏi là ngôi nhà đằng đấy hay ở đằng này, đúng không ạ? Дом там. À, chúng ta sẽ trả lời. IK rơi vào там này thì vậy chúng ta sẽ trả lời dùng cái từ там đó, đúng không ạ? Đá там. Đá там. Đúng rồi, ở đằng đấy đấy. À, bây giờ ngược lại nè, người ta hỏi там дом. Там дом là ở đó, là ngôi nhà hay là cái gì, hay là cái chuồng bò hay chuồng trâu, đúng không ạ? Там дом. Там дом. À, thì vậy chúng ta phải trả lời đá đốm. Đúng rồi, ở đấy là ngôi nhà đấy, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta hiểu cái khái niệm ở đây. Ở trong giáo trình thì người ta sẽ không giải thích những cái vấn đề này, đúng không ạ? Thế mà ở đây khi mà các bạn học cùng với tôi thì là tôi sẽ giải thích cho các bạn cặn kẽ ý nghĩa của cái việc hỏi này, cái IK này. À, tại sao người ta lại trả lời như vậy, đúng không ạ? Đó, vậy thì chúng ta đánh rút ra một kết luận là gì nào? Nếu như người ta nâng giọng ở cái chữ nào thì chúng ta dùng ngay cái chữ đó để trả lời, đúng không ạ? Đó, hoặc là đây là chúng ta trả lời khẳng định. Còn nếu trong trường hợp chúng ta trả lời phủ định thì khi nào học thì chúng ta sẽ biết, đúng không ạ? À, đó, tóm lại là như vậy nhé. Thế bây giờ mời các bạn nghe người Nga, người ta sẽ đọc những cái câu này. Антон дома? Да, он дома. Антон дома? Да, Антон. Дом там? Да, там. Там дом? Да, дом. Tiếp theo này, chúng ta sẽ có bài số 9. Слушайте, повторяйте и читайте. Hãy nghe, hãy nhắc lại và hãy đọc. Tôi cứ hay nhắc đi nhắc lại cái này để cho các bạn nghe quen nhé. Và các bạn cố gắng
cũng nói theo những cái từ này để các bạn có thể là phát âm tốt và nói được nhiều chữ. Nói nôm na là như thế. Quan trọng học ngoại ngữ là phải nói được nhiều. Những bạn nào ít nói khi học ngoại ngữ đều nói nhiều hết. Ngày xưa ấy, tôi cũng rất ít nói, nhưng mà đến khi mà tôi đi vào học ngoại ngữ thì là tôi trở thành bệnh nghề nghiệp nói rất nhiều. Ivan. À, câu kể là gì? Ivan, đây là anh Ivan. Ivan. À, đây là cậu Ivan à? Đã ổn. Đúng rồi, anh ta đấy. Đó. Đọc lại nhé. Ivan. Đọc lại nhé. Ivan. À. Ivan. Ivan. Đã ổn. Vậy thì ở đây người ta không đánh dấu cho chúng ta là IK3 ở đâu. Nhưng mà nếu mà ở dưới này chúng ta xem câu hỏi, à, câu trả lời người ta dùng cái từ gì để trả lời thì chúng ta sẽ nâng giọng ở chính cái câu đó, đúng không ạ? Tiếp theo nào. Anadoma. À, tiếp theo nào. Bây giờ cái chỗ này chúng ta không biết là anadoma hay là anadoma. À, chúng ta xem câu trả lời, à, người ta sử dụng cái từ doma để trả lời, thì vậy thì IK3 sẽ rơi vào cái từ này, đúng không ạ? Chúng ta sẽ nâng giọng ở đó. Anadoma. Đá doma, đúng không ạ? Má tam, mẹ ở đằng đấy. Má tam. À, ở đây cũng hỏi là cái từ tam này chúng ta sẽ nâng giọng ở từ tam này. Má tam. Đá tam. Má tam. Đá tam. À, tiếp theo nè. Lampa tụt. À, cái đèn ở đây. Lampa tụt. Tiếp theo nè. À, đây chúng ta có câu trả lời là tút. Thì vậy thì chúng ta sẽ nâng giọng ở từ tút này. Lampa tút. Cái đèn ở đằng đây à? Ở đây à? Lampa tút. Cái đèn ở đây à? Đá tút. Đúng rồi, ở đây đấy. Đó, đúng không ạ? Это Иван. Да. Он. Анна дома? Да. Дома. Мама там? Да, там. Лампа тут? Да, тут. Đó là cái bài số 9. Bây giờ chúng ta sang tiếp bài số 10. Bài số 10 của chúng ta. Посмотрите на рисунок. И задайте друг другу вопросы. À, hãy nhìn bức tranh và hãy hỏi nhau bằng những câu hỏi. Chúng ta sẽ có mẫu câu. Это дом. Đây là ngôi nhà. Да, это дом. Đúng rồi, đây là ngôi nhà. Иван там. À, anh Иван ở đấy à? Да там. À, chúng ta sẽ trả lời. Bây giờ chúng ta sẽ giả vờ hỏi xem là có những cái gì ở trong bức tranh này nào. Это Луна. À, người ta chỉ đây có nghĩa là để chúng ta hỏi cái này, đúng không ạ? Это Луна, đây là mặt trăng à? Chúng ta trả lời sao ạ? Да, это Луна. À, tiếp theo nào. Это Лампа. Đây là cái đèn à? Это Лампа. Да, это Лампа. Đúng rồi, đây là cái đèn. Да, это Лампа. À, chúng ta nhìn thấy cái chai nước này, chúng ta đã biết đó là từ gì rồi, phải không ạ? Đó là từ Вода. Это вода. Да, это вода. À, chúng ta còn có một câu hỏi mà chúng ta đã biết rồi, đó là câu hỏi gì ạ? Где là ở đâu? Chúng ta có thể hỏi nhé. Где дом? Chúng ta trả lời. Дом там. À, câu nhà đằng đấy, đúng không ạ? Đứng cách xa xa chúng ta sẽ там, дом, дом там đều được hết, đúng không ạ? À, chúng ta sẽ hỏi Где Иван? À, chúng ta sẽ trả lời Иван там. Где лампа? Лампа там. Где вода? Вода там. À, bây giờ tôi lại hỏi một cái câu nữa dùng IK3 nhé. À, Вода там. À, nước ở đằng đấy à? Đá там. Tôi hỏi там thì các bạn trả lời bằng там, đúng không ạ? Вода там. Nước ở đấy à? Đá там. À, đúng rồi, đúng không ạ? Đúng ở đằng đấy. Bây giờ tôi lại hỏi ngược lại. Там вода. À, nước ở đằng đấy à? Đằng đấy có nước à? Да, вода. Đúng rồi, đằng đấy có nước, đúng không ạ? À, các bạn thấy tiếng Nga đến bài này thì đã cảm thấy hay hơn rồi, đúng không ạ?
Vậy thì chúng ta cố gắng học nhé. Bài này dữ liệu đối với bạn là bắt đầu hơi nhiều rồi đấy. Thế cho nên là các bạn phải chịu khó học. Tôi nói thực các bạn nhé, một cái kinh nghiệm khi học ngoại ngữ. Tôi học tiếng Nga thì từ khi còn bé, cho nên là tiếng Nga đối với tôi thì nó dễ dàng. Thế nhưng mà sau này lớn tôi bắt đầu học tiếng Anh thì tiếng Anh nó đối với tôi cực kỳ vất vả, tôi đánh vật tiếng Anh rất nhiều. Đấy, thế và lẽ dĩ nhiên là cái thành tích ở trong tiếng Anh thì cũng không được như không được xuất sắc như ở trong tiếng Nga. Đó, thế nhưng mà tôi nói thực các bạn, đã có lúc tôi ngồi học tiếng Anh đến 6 đến 8 tiếng một ngày. Tôi ngồi liên tục như thế để quyết tâm chiến đấu với nó. Thế và có những lúc mà tôi đã học tiếng Anh đến mức độ mà nói xin lỗi các bạn là đến buồn nôn, tức là sau đó đứng dậy quay cuồng đầu óc và mình thậm chí là lợm ở trong cổ luôn. Đó, thế như vậy là các bạn thấy là cái quyết tâm học ngoại ngữ nó như thế nào. Mong các bạn cũng sẽ có những quyết tâm như vậy nhé. Cảm ơn các bạn. Bài học của chúng ta hôm nay tạm dừng tại đây. Các bạn đừng quên đăng ký kênh, chia sẻ bài video trên tường Facebook của các bạn. Viết câu hỏi cho tôi qua địa chỉ email hoangvideo37a@gmail.com và ghé thăm kênh của em bé Alisa Vui Nhộn bằng cách gõ từ khóa trong YouTube Alisa Diary. Chúc các bạn có cuộc sống bình yên, làm ăn thuận lợi và luôn thành công trong mọi công việc.